Chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu cho số phát sóng 386 kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh chung sức bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Thường trực thành ủy làm việc với thành đoàn về công tác đoàn và phong trào thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Tăng cường trang bị kỹ năng cho các bộ đoàn khu vực hành chính sự nghiệp. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong năm thanh niên tình nguyện. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu là đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014, đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn cho biết, thực hiện chủ đề năm thanh niên tình nguyện, Thành đoàn đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn, tiếp tục phát huy sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện xung kích của đoàn viên thành phố, thực hiện hiệu quả phong trào xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năng động và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện phong trào, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, công tác quốc tế thanh niên, công tác đội và phong trào thiếu nhi. Mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, xây dựng đoàn vững mạnh, tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của thành đoàn trong tổ chức hoạt động giáo dục thanh niên, đồng thời đề nghị thành đoàn phải tính toán để mối quan hệ giữa thanh niên với tổ chức đoàn ngày càng bền chặt hơn, trong đó cần thể hiện rõ nét vai trò của thanh niên trong xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh vừa khai giảng lớp tập huấn cán bộ đoàn khu vực hành chính sự nghiệp năm 2014. Tham gia lớp tập huấn, đoàn viên thanh niên khu vực hành chính sự nghiệp sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác đoàn như kỹ năng về lập kế hoạch tổ chức công việc, kỹ năng lãnh đạo quản lý, giải pháp thực hiện phong trào ba trách nhiệm hiệu quả tại cơ sở và đoàn viên xung kích trong việc thực hiện cải cách hành chính và giải pháp thực hiện công trình thanh niên và một số nghiệp vụ công tác xây dựng đoàn. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu niên huyện Cần Giờ, là môi trường giao lưu, trao đổi giữa đội ngũ cán bộ đoàn khu vực hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời triển khai những nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và nhân rộng những mô hình giải pháp mới phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của công tác đoàn và phong trào thanh niên đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Ngày 19 tháng 6, tại tỉnh Bình Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm 2013-2014. Đại diện thường trực của 7 tỉnh thành đoàn trong cụm đã đến tham dự hội nghị. Với chủ đề Năm Thanh niên Tình nguyện 2014, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ đoàn trong cụm miền Đông Nam Bộ đã tập trung triển khai tốt các hoạt động theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn. Hình thức tổ chức phong phú và đa dạng, các nội dung về năm thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp đến đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi. Điển hình là các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong từng đơn vị nói riêng và toàn cụm nói chung. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các chiến dịch tình nguyện hè, các hoạt động phần việc phù hợp với từng đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên, công nhân, ngư dân trẻ ra khơi bám biển. Hơn 100 chương trình phát thanh đã được gửi đến tham dự cuộc thi phát thanh học đường năm học 2013-2014 do báo Mực Tím tổ chức. Diễn ra trong 8 tháng, cuộc thi đã trở thành một kênh giao lưu thu hút sự tham gia của nhiều bạn học sinh sinh viên, các câu lạc bộ phát thanh học đường đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông của cả nước. Với chủ đề về trường tôi, mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng 15 phút là những câu chuyện giới thiệu về mái trường mến yêu, những câu chuyện về đời sống, tình cảm của lứa tuổi học trò. Tại lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào ngày 18 tháng 6, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhì đồng hạng cho hai trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng khác. Cuộc thi phát thanh học đường năm học 2014-2015 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2014 với nhiều nội dung đổi mới. Thưa quý vị, hưởng ứng tuyên bố của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam,
ngày 14 tháng 6 năm 2014, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phát động đợt hoạt động Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương với nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm, lòng yêu nước của hội viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ khai mạc ngày hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên bố của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phản đối những hành động sai trái của Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Đồng thời phát động hội viên thanh niên nhắn tin ủng hộ quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông thông qua tổng đài 1409 và trao tặng 500 học bổng cho con chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và ngư dân, và 5 bộ máy iCom cho ngư dân trẻ đi biển. Chương trình Triệu trái tim triệu chữ ký trên trang điện tử của www.hoilhtn.vibiendong.com.vn. Mỗi chữ ký sẽ đóng góp 1.000 đồng cho quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Tinh thần và tình cảm của tuổi trẻ thành phố đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là rất là lớn. Và thông qua ngày hội này, chúng tôi muốn gửi đến các bạn trẻ là hãy thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình bằng tất cả những cái tình cảm, cái trách nhiệm của mình, và thể hiện tình cảm đó một cách ở trong cái phạm vi và trách nhiệm của mình mà chúng ta cho phép, và tuân thủ những quy định của pháp luật. Cũng trong ngày hội, triển lãm ảnh và bản đồ cổ Việt Nam với chủ đề Tổ quốc nhìn từ biển đã trưng bày 93 bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và những hình ảnh về đời sống, việc thực hiện nhiệm vụ của nhân dân, cán bộ chiến sĩ tại các vùng biển đảo Tổ quốc. Triển lãm cũng trưng bày những ý tưởng sáng tạo, những công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên thành phố phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Diễn đàn Tuổi trẻ thành phố chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương tại ngày hội đã trở thành nơi để các bạn thanh niên trao đổi ý kiến, đề xuất hiến kế giải pháp về những vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo vệ chủ quyền nước ta trên Biển Đông, trình bày các ý tưởng sáng kiến nhằm phát triển kinh tế biển đảo. Dịp này, 2.000 thanh niên thành phố trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã cùng đồng diễn ca khúc về biển đảo Việt Nam trong chương trình múa đồng diễn ca khúc về biển đảo và khu vực Triệu trái tim triệu chữ ký, đóng góp 1.000 đồng cho quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Hôm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái ngày hội Triệu trái tim hướng về biển đảo. Tôi thấy ý nghĩa rất là lớn lao, và cái tinh thần cổ vũ động viên các lực lượng chấp pháp, lực lượng cảnh sát biển, ngư kiểm ngư là rất là cảm động, rất lớn lao, động viên tích cực ủng hộ các cái lực lượng chúng tôi, và cái sự cổ vũ đó, động viên đó rất là lớn, tạo cho các cái lực lượng chấp pháp trên biển vững tin, vững vàng hơn và bản lĩnh hơn để mà quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bản thân mình cảm thấy hoạt động rất là ý nghĩa, và đặc biệt thì thu hút rất là sự quan tâm đông đảo của các bạn thanh niên Hồ Chí Minh. Thì thông qua hoạt động này thì bản thân mình sẽ về tuyên truyền cho các bạn thanh niên tại cơ sở để tiếp tục phát huy chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương thì của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đang phát động. Xin gửi đến các anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biển đảo xa xôi thì hãy vững tay súng. Chúng em ở đất liền sẽ là hậu phương vững chắc và sẵn sàng hỗ trợ các anh. Tối cùng ngày, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật Thiêng liêng Tổ quốc Việt Nam tại sân 4A Nhà văn hóa thanh niên cho hơn 3.000 sinh viên. Trong chương trình, đại diện sinh viên thành phố đọc thư gửi cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân bám biển. Các bạn còn được giao lưu với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, phóng viên đã làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa trong thời gian qua, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong sinh viên. Thông qua các hoạt động được tổ chức, ngày hội góp phần thể hiện tình cảm của các tầng lớp thanh niên thành phố với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo của Tổ quốc, tích cực ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông. Từ đó tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Tại các cơ sở, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 5 đã tổ chức hội thi trực tuyến Thanh niên với biển đảo Tổ quốc quận 5 năm 2014, nhằm khơi gợi lòng yêu nước đúng đắn trong toàn thể đoàn viên thanh niên, nhất là các bạn học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận. Hội thi thu hút hơn 200 chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận tham gia. Đến với hội thi, các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, học sinh trung học phổ thông đã được thông tin tình hình biển đảo Việt Nam, cùng nhắn tin ủng hộ chiến dịch
chung sức vì biển đảo quê hương. Bên cạnh đó, thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm đã cung cấp những thông tin cần thiết bổ ích để các thí sinh tham gia hiểu hơn về biển đảo Tổ quốc, cũng như các quan điểm chủ trương của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ Việt Nam. Các văn bản pháp luật về biển đảo của nhà nước và quốc tế liên quan đến vấn đề biển đảo Việt Nam, nhất là luật biển Việt Nam được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Ngoài ra, các bạn thí sinh sẽ có dịp được trình bày những suy nghĩ của bản thân đối với vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những đề xuất hiến kế trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thời gian tới. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10 đã tổ chức diễn đàn thanh niên quận 10 hướng về biển đảo quê hương, thu hút gần 400 bạn thanh niên tham gia. Diễn đàn đã đưa đến các thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay, những quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Qua đó, hướng các bạn thanh niên đến những giải pháp về các vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo vệ chủ quyền nước ta trên Biển Đông. Trong diễn đàn, các bạn thanh niên đã tham gia vào chương trình Triệu Trái Tim, Triệu Chữ Ký, ký tên hưởng ứng thông qua trang điện tử www.hoilhtn.vibiendong.com.vn để phản đối hành vi của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam, ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Mỗi chữ ký sẽ đóng góp 1.000 đồng để ủng hộ quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Thưa quý vị, chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh đã chính thức khởi động. Bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thành phố sẽ thực hiện các công trình phần việc, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên địa bàn thành phố. Với ba chủ đề chính là chiến sĩ hành quân xanh chung tay vì sự phát triển của thanh thiếu nhi thành phố, chiến sĩ hành quân xanh xung kích vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chiến sĩ hành quân xanh uống nước nhớ nguồn, tiếp bước truyền thống anh hùng. Chiến dịch hành quân xanh năm 2014 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức cho các bạn thiếu nhi vượt khó, học tốt, được tham gia các chương trình, học kỳ trong quân đội, học kỳ công an nhân dân, học kỳ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, tổ chức các chương trình một ngày làm chiến sĩ bộ đội biên phòng, trao tặng nhà tình bạn, nhà đồng đội, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, tình bạn cho các gia đình khó khăn, bê tông hóa và xây mới, sửa chữa cầu giao thông nông thôn, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng tự vệ cho nữ thanh niên, nữ công nhân trên địa bàn thành phố. Năm nay thì lực lượng huy động chiến sĩ hành quân xanh năm nay nhiều hơn những năm trước. Sự tham gia của các bạn năm nay là cũng rất là nhiệt tình hơn, do là ngay từ đầu cấp thành đã có triển khai các công trình ngay từ đầu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là việc khảo sát những nhu cầu thiết thân từ phía đoàn viên thanh niên cũng như người dân trên địa bàn 24 quận huyện. Từ đó thì các đơn vị lực lượng vũ trang có đầu mối ráp mối những cái nhu cầu nguồn lực sẵn có của mình để đưa hoạt động về các cái địa bàn trên địa bàn thành phố. Lễ ra quân chiến dịch hành quân xanh năm 2014 diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của gần 2.000 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, đại diện cho 15.000 chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn thành phố. Tại lễ ra quân, ban tổ chức chiến dịch đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi nỗ lực vượt khó, học tập tốt, rèn luyện đạo đức tốt tại địa bàn huyện Nhà Bè và ra mắt 13 đội hình trọng tâm cùng 19 đội hình phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của 19 quận huyện. Thời gian vừa qua thì chỉ có lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp phòng cháy chữa cháy đi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư thôi. Nhưng mà cái đó sẽ không hiệu quả bằng mình sẽ hỗ trợ được cái lực lượng địa phương để mình hỗ trợ mình nhân rộng cái đội hình này ra. Cái người dân mà được tiếp cận cái ý thức phòng cháy chữa cháy đối với lại gia đình mình cũng như là cơ sở mình thì sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn nữa. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình đã bắt tay thực hiện công trình nâng cấp 200 mét đường giao thông nông thôn tại tổ 6, ấp 4, xã Hiệp Phước, và ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Đây là tuyến đường có đông dân cư, mật độ lưu thông cao nhưng xuống cấp đã lâu, gây khó khăn cho người dân khi đi lại, nhất là khi trời mưa. Việc thực hiện công trình thanh niên sẽ tạo điều kiện để người dân địa phương cùng tham gia với lực lượng chiến sĩ tình nguyện, cải tạo, nâng cấp tuyến đường, tạo thuận lợi cho lưu thông và cuộc sống. Tiếng đường mà nay lâu quá thì nó bể, giờ thành ra giờ nay mấy chú xuống làm thì mang ơn dữ lắm. Và nữa cũng cho rồi, chắc có lẽ ở đây cũng gia đình, mấy gia đình này cũng phải chung đậu thêm rồi đang giờ cùng với nhà nước cho cái tiếng đường đi mần về tăng ca tối quá rồi không được té, giờ thành ra giờ vậy thì cũng quý quá rồi.
Tuyến đường này được xác định ở trong cái chương trình là xây dựng nông thôn mới với tổng chiều dài của nó là 450m, và cái giai đoạn 1 này chúng tôi tiến hành là đắp lên mặt đường, nâng cao mặt đường lên 50cm. Và cái giai đoạn 2 chúng tôi sẽ tiến hành bê tông hóa 450m đường này luôn. Và tổng kinh phí ước tính là 67 triệu, trong đó ngày công lao động là 300 ngày công. Bên cạnh đó, các hoạt động diễn tập phương án thoát hiểm và cứu hộ, cứu nạn cho thanh niên công nhân sinh sống tại các khu lưu trú, huấn luyện kỹ năng và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho 19 đội hình điểm về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho 19 quận, tổ chức tập huấn chống đuối nước cho thanh thiếu nhi địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân tại địa phương tham gia. Với chủ đề tuổi trẻ quận 2 tham gia xây dựng văn minh đô thị, đồng thời phát động trong đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hưởng ứng thực hiện 30.000 ngày công tình nguyện gắn với năm thanh niên tình nguyện 2014. Ban thường vụ quận đoàn 2 phối hợp cùng phòng tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng chiến dịch hành quân xanh lần thứ 8 năm 2014. Ngay sau lễ ra quân, 200 bạn đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang đã tiến hành ra rạch, vớt rác, lục bình, khai thông dòng chảy rạch Ông Hóa, phường Thảo Điền. Có thể nói, chiến dịch hành quân xanh chính là nơi để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn quận 2, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, và để thanh niên thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, chiến dịch hành quân xanh quận 9 đã thành lập 5 đội hình chuyên, đó là đội hình thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông, đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, đội hình thanh niên xung kích thực hiện an sinh xã hội, đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ thủ tục hành chính. 5 đội hình chuyên được thành lập sẽ phát huy tinh thần xung kích, khả năng chuyên môn nghiệp vụ của thanh niên lực lượng vũ trang quận 9 trong tham gia thực hiện các công trình, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh trật tự xã hội. Tại buổi lễ, đội hình thanh niên xung kích thực hiện an sinh xã hội đã trao tặng 70 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, cấp đổi chứng minh, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất, email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, điện thoại 0838298669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.